Hello, xin chào các bạn. Trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tách một ô bằng hai màu hoặc chia ô trong đường chéo Excel bằng hai tiêu đề khác nhau, ví dụ như trên màn hình. Và ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Trước tiên các bạn sẽ chọn cho mình ô để tách. Sau đó vào Insert chọn cho mình là Shape. Và chọn cho mình cái hình tam giác. Sau đó tại cái ô mà các bạn muốn chia, các bạn sẽ vẽ cái hình tam giác ra nhé. Và sau đó để viết chữ vào thì các bạn sẽ chọn cái hình tam giác, nhấn chuột phải và chọn Edit Text. Sau đó các bạn sẽ viết chữ vào nhé. Tuy nhiên trong quá trình viết chữ, vì nội dung của các bạn dài, vì vậy cho nên một phần nội dung nó sẽ bị xuống dòng. Và để khắc phục trường hợp này, các bạn muốn nội dung cùng nằm một dòng mà thôi, thì các bạn sẽ bôi đen cho mình cái nội dung đó, nhấn chuột phải và chọn Format Check Effects. Hiện ra hộp thoại Format Shape. Các bạn sẽ chọn cho mình phần Text Box. Và các bạn sẽ chỉnh cho mình trong cái phần Left Margin, Right Margin, Top Margin và Bottom Margin nhé. Vậy là nội dung của mình đã được khắc phục rồi. Tiếp theo để viết nội dung ở phần trên này, các bạn sẽ vào cho mình Insert. Ở nhóm Text, các bạn sẽ chọn cho mình Text Box. Và sau đó các bạn sẽ kẻ cái ô để các bạn viết chữ vào nhé. Và khi chúng ta viết chữ vào thì nội dung của các bạn có thể gặp trường hợp giống như bên dưới. Thì các bạn cũng bôi đen chữ, nhấn chuột phải và chọn Format Text Effects. Chọn vào phần Text Box và chỉnh các thông số ở dưới phần này nhé. Sau khi các bạn đã khắc phục được cái nội dung rồi thì ở đây mình thấy cái ô Text Box này nền của nó quá nổi. Thì ở đây các bạn sẽ chọn vào ô hiện ra Save Format. Các bạn sẽ chọn cho mình vào chọn chế độ không màu. Vậy là chữ của mình đã được khắc phục. Tiếp theo các bạn có thể đổi màu chữ bằng cách các bạn sẽ click chuột chọn vào cái hình, sau đó các bạn sẽ đổi. Tiếp tục các bạn muốn đổi cái phần ở trên, các bạn cũng chọn cái ô trên và nhấn vào Fill Color. Ở đây các bạn có thể làm cái hình cho nó đẹp xíu. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách tách ô bằng hai màu. Chúc các bạn có thể thực hiện thành công và xin chào các bạn.